Bạn e ngại cho việc sử dụng bồn cầu vào những ngày mùa đông lạnh giá, đặc biệt là đối với người cao tuổi hay là trẻ nhỏ. Khi sử dụng nước thì rất là lạnh buốt, nắp bịt ngồi thì là lạnh cóng. Xin chào tất cả các bạn, hôm nay cửa Hà Nội Dina Store có mặt ở đây để giới thiệu tới mọi người một dòng sản phẩm mà có thể giúp bạn giải quyết hết tất cả nỗi lo trên. Dòng sản phẩm đến từ thương hiệu toàn cầu Toto với mã model TCF8CS67 dòng nội địa Nhật Bản. Với sản phẩm này, việc phải sử dụng nước rửa lạnh buốt khi bị tác động do thời tiết bên ngoài sẽ không còn là nỗi lo của bạn. Nhờ khả năng tạo ra nước ấm trực tiếp khi sử dụng và có thể tự động điều chỉnh mức nhiệt của nước theo nhu cầu của người dùng. Thiết kế quanh vành ngồi sẽ là thanh xử nhiệt, nó sẽ nằm ấm nắp bệt với các mức nhiệt tùy chỉnh để đánh tan nỗi e ngại của bạn mỗi khi ngồi lên chiếc nắp bệt lạnh cóng. Ngoài ra, con hút của nắp sẽ liên tục hút và lưu thông không khí qua miếng lọc bụi để giảm thiểu mùi hôi trong phòng trong quá trình sử dụng. Với vòi rửa đa tính năng giúp bạn tùy chọn chế độ phù hợp khi rửa xịt, khi được kết hợp với tính năng rửa massage nhẹ nhàng tạo cảm giác thư thái khi sử dụng. Hay đặc biệt là chế độ rửa dành riêng cho phụ nữ giúp chị em sử dụng với cảm giác thật thoải mái. Và với vòi rửa này, chúng ta có thể tùy chỉnh vị trí qua điều khiển để điều chỉnh tiếng lùi của vòi sao cho phù hợp. Và mỗi sau khi rửa xong, cơ chế vệ sinh vòi rửa tự động sẽ được kích hoạt để giúp đảm bảo vệ sinh cho vòi rửa sau mỗi lần sử dụng. Với dòng sản phẩm này, tất cả hoạt động trên máy sẽ được tích hợp trên bàn điều khiển và có thể gắn trên tường quanh khu vực bồn cầu để người dùng có thể tiện lợi lựa chọn điều chỉnh chế độ mỗi lần sử dụng. Thiết kế thông dụng giúp có thể dễ dàng lắp đặt với hầu hết các mẫu bồn cầu có trên thị trường hiện nay. Khách hàng quan tâm cần hỗ trợ và tư vấn chi tiết dòng sản phẩm, vui lòng liên hệ qua số điện thoại Zalo 0833 884 777 để được tư vấn hỗ trợ miễn phí.